Trên tay gái đang cầm tiếp Cambodia thuần mộc của công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương. Cái sản phẩm này dành cho những người bị ham da nè, chàm sữa nè, viêm lỗ chân lông, côn trùng đốt, mẩn ngứa, hắc lào, ghẻ lở, nước ăn chân tay, các loại nấm da và nấm âm đạo. Có một số bé bị ham tả, chàm sữa đều được sử dụng được ha. An toàn cho cả mẹ bầu và trẻ sơ sinh. Trên mỗi tiếp thuốc đều có mã của nhà phân phối ha, có mã của nhà phân phối nha mọi người nha. Đó, hàng chính hãng của công ty, không có corticoid. Đấy, và có mã cào xác thực và mã vạch của công ty. Đấy, mã vạch và mã cào xác thực nha. Đây, mã cào xác thực nè. Đó. Và trên mỗi cái vỏ hộp thuốc sẽ đi kèm cái mã của nhà phân phối trên mỗi tiếp thuốc. Đó. Trên cái vỏ hộp thuốc này đều có mã chìm nha mọi người nha, mã chìm của công ty. Đấy. Giá sản phẩm là 160k. Đây mọi người thấy, khi chúng ta mua một tiếp thuốc về thì mọi người có thể là kiểm tra cái mã vạch. Đây, gái sẽ kiểm tra mã vạch cho mọi người xem nha. Thì mọi người tải cho gái cái phần e-check ha. Tải cái app e-check này về. Đó, bấm cái e-check này nha. Đó. Khi e-check bấm vào cái e-check thì mọi người sẽ bấm vào cái ô ở giữa đây ha. Ô giữa này nha. Đấy. Cái ô ở giữa như vậy thì mọi người sẽ đưa cái mã vạch của cái sản phẩm vào. Này, gái sẽ đưa mã vạch của sản phẩm vào. Đấy. Nó sẽ ra ha, mọi người thấy không? Nó ra là sản phẩm của công ty ha. Đấy. Thấy chưa? Hàng của công ty chính hãng ha, có giá cả đàng hoàng. Đó. Nếu như không phải là hàng chính hãng của công ty thì ở đây nó sẽ hiện lên cái hàng màu đỏ nha. Đó, là cách thứ nhất là để mọi người kiểm tra cái sản phẩm chính hãng hay không. Cách thứ hai là mọi người có thể kiểm tra cái mã cào xác thực. Ở trên mỗi tiếp thuốc này nó đều có cái lớp bạc phủ nè. Gái sẽ kiểm tra cho mọi người xem ha. Chúng ta sẽ cào cái lớp mà bạc phủ ở trên này để ra cái mã nha. Khi chúng ta mua cái tiếp thuốc về thì chúng ta sẽ cào cái mã cào xác thực này mọi người nha. Đây, mã cào xác thực của nó ở trên cái tiếp thuốc này. Rồi gái sẽ bấm tin nhắn để gửi 8137 nha. Với cú pháp là soạn XT. XT. Rồi, mã số 0195224121. Sau khi nhắn tin cho 8137 thì mọi người kiểm tra giúp gái nha, cái vỏ hộp nè, cái mã xác thực trên vỏ hộp và mã xác thực mà gái vừa nhắn tin cho 8137 và nó trả lời là hàng chính hãng ha, do chính công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương độc quyền phân phối. Mọi người kiểm tra giúp gái nha, có phải là hàng chính hãng không nha. Nếu các bạn có đặt hàng thì gái miễn phí ship hoàn toàn trên toàn quốc nha. Sản phẩm có giá 160k và 5 sản phẩm là có giá sỉ nha.